Theo Tổng cục Thống kê, 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt trên 374 tỷ USD, xuất siêu 15,23 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Có 30 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Nền kinh tế Việt Nam hiện phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu. Tuy nhiên, việc xuất siêu lớn làm dấy lên nỗi lo sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đang gặp khó khăn. Doanh nghiệp vẫn đang thiếu đơn hàng nên chưa có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đến các thị trường mới, thị trường còn tiềm năng như Ấn Độ, Châu Phi, Trung Đông, Châu Mỹ Latin, Đông Âu và các thị trường ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Ngoài ra, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA.